Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu về chọn ngày tốt tháng 10 âm lịch năm 2020 Canh Tý. Tháng 10 âm lịch bắt đầu từ ngày 15 tháng 11 năm 2020 theo lịch dương. Tháng 10, Nguyệt kiến tại hội, hai tiết lập đông, tiểu tuyết. Trước lập đông một ngày là tứ tuyệt, sau lập đông, tam sát tại đây, ba phương thân dậu tuất, kỵ tu đạo, động thổ. Trước khi đi tìm hiểu những ngày tốt trong tháng 10 âm lịch, chúng ta cùng đi tìm hiểu những ngày xấu. Ngày xấu trong tháng 10 âm lịch bao gồm ngày Nguyệt phá, ngày Tỵ, ngày Tam Nương, ngày mùng 3, mùng 7, 13, 18, 22, 27, ngày thiên địa chuyển sát, Bính Tý, Nhâm Tý, ngày con nước 11, 25, ngày sát chủ, Dậu, Thụ tử, ngày thân, dương đông kỵ, ngày 23. Chúng ta cùng đi tìm hiểu chi tiết. Ngày Nguyệt phá là ngày Tỵ, trong tháng 10 âm lịch có những ngày Tỵ sau. Đầu tiên là ngày mùng 8 âm lịch, ngày lục giáp, kỷ Tỵ, trục phá, xấu, bỏ. Ngày 20 âm lịch, ngày lục giáp, tân Tỵ, trục phá, bỏ. Đây là những ngày Nguyệt phá. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Tam Nương là ngày mùng 3 âm lịch. Ngày mùng 3 âm lịch, ngày lục giáp, giáp Tý, trực trừ. Đây là ngày Tam Nương. Đặc biệt hạn chế việc cưới hỏi. Xấu. Ngày mùng 7 âm lịch, ngày lục giáp, mậu thìn, trực chấp, Tam Nương. Không nên cưới hỏi. Ngày xấu. Ngày 13 âm lịch, ngày lục giáp, giáp tuất, trực bế. Đây là ngày Tam Nương. Xấu. Ngày 18 âm lịch, ngày lục giáp, kỷ mão, trực định. Xấu. Không nên cưới hỏi. Ngày 22 âm lịch, ngày lục giáp, quý mùi, trực thành, Tam Nương. Cưới hỏi. Xấu. Ngày 27 âm lịch, ngày lục giáp, mậu Tý, trực kiến, Tam Nương. Cưới hỏi. Xấu. Chúng ta chuyển sang ngày thiên địa chuyển sát đều là ngày xấu, có ngày Bính Tý và Nhâm Tý. Trong tháng 9 âm lịch thì có ngày 15 âm lịch là Bính Tý, trực trừ. Đây là ngày thiên địa chuyển sát. Là ngày xấu. Ngày con nước là ngày 11 và 25 âm lịch, ngày con nước. Ngày 11 âm lịch, ngày lục giáp là Nhâm thân, trực thu. Đây là con nước. Xấu. Ngày 25 âm lịch là Bính Tuất, trực khai, con nước. Xấu. Tiếp theo, ngày sát chủ là ngày Dậu, tất cả ngày Dậu đều là ngày xấu. Trong đó có ngày 12 âm lịch, ngày lục giáp, quý Dậu, trực khai, ngày sát chủ. Xấu. Ngày 24 âm lịch, ngày lục giáp, ất Dậu, trực thu, ngày sát chủ. Xấu. Thụ Tử ngày Thân, tất cả ngày Thân đều là ngày xấu. Trong đó có ngày 11 là ngày Nhâm Thân là ngày xấu. Ngày 23 âm lịch, ngày Lục Giáp, Giáp Thân, Trực Thành, ngày xấu. Đây là ngày sát chủ. Ngày Dương Công Kỵ là ngày 23 âm lịch, cũng là ngày xấu. Sau khi đã loại được những ngày xấu trong tháng 10 âm lịch thì chúng ta cùng đi tìm hiểu từng ngày của theo Thì sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu từng ngày Chúng ta đã loại được những ngày xấu đầu tiên trong tháng 10 âm lịch. Sau đây chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu chi tiết từng ngày trong tháng 10 âm lịch. Đầu tiên là những ngày hội. Ngày hội trực kiến, bất lợi khởi tạo, khai trương, giá thú, nhập trạch, xuất hành, an táng. Dùng nó thì bị chiêu quan tư, tổn gia trường. Ất hợi, kỷ hợi thì chỉ nên làm việc nhỏ. Nói chung, ngày hội tháng 10 đều không được tốt. Trong đó, tháng 10 có ngày mùng 2, quý hợi, trực kiến, xấu. Ngày 14, Ất hợi, trực kiến, xấu. Ngày 26, Đinh hợi, trực kiến, xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Tý trực trừ. Ngày Tý trực trừ tuy được ngũ hành vượng tướng nhưng là chỗ khởi đầu giao giới giữa hai mùa thu và đông, nên chuyển sang sát tinh xấu, có thể gây ra thương tích, không nên dùng. Chỉ có ngày Giáp Tý là không bị chuyển sát vì có thiên xá nên dùng được. Trong tháng 10 thì có những ngày Tý sau. Đầu tiên có Giáp Tý, nhưng Giáp Tý cũng là ngày Tam Nương nên là ngày xấu. Ngày 15 Bính Tý là ngày xấu, ngày 27 Mậu Tý là ngày xấu. Hết ngày Tý chúng ta cùng chuyển sang ngày Sửu. Ngày Sửu trực mãn có thiên phú, thiên thành là ngày tốt, có thiên tặc là ngày xấu. Đinh Sửu, Quý Sửu bị sát nhập. Trong đó, Đinh Sửu, Quý Sửu bị sát tập nhập trung cung, bất lợi cho việc khởi tạo, giá thú, kỵ tổ chức ca nhạc, ồn áo hay chiêng trống om sòm, làm kinh động đến thần sát, gây tổn hại người và súc vật. Các ngày Sửu khác cũng không nên dùng, chỉ có thể làm độc tác và mộ cung tế. Phàm hệ kim nhập vào cung Sửu, ngũ hành vô khí lại bị phạm thiên tặc, nguyện yểm trở thành hung hiểm. Trong tháng 10 âm lịch có những ngày Sửu sau. Đầu tiên ngày mùng 4 âm lịch, Ất Sửu trực mãn. Ngày xấu. Ngày 16 Đinh Sửu trực mãn, ngày xấu. Ngày 28 Kỷ Sửu trực trừ, ngày xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Dần trực bình. Ngày Dần trực bình có thiên phú, thiên thành, lại đến châu tinh nên việc đến cửa quan thì tan biến. Chỉ có ngày Giáp Dần là tốt nhất, Nhâm Dần, Canh Dần là thứ cát, làm những việc nhỏ thì tốt, không nên làm việc lớn, các ngày Dần khác đều xấu. Trong tháng 10 âm lịch thì có ngày Bính Dần là ngày xấu. Bính Dần vào mùng 5 âm lịch. Vậy ngày tiếp theo ngày Mậu Dần, ngày xấu. Ngày Canh Dần là ngày thứ cát. Có thể làm những việc nhỏ. Ngày 29. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang những ngày khác. Tiếp theo, chúng ta cùng chuyển sang ngày Mão trực định. Ngày Mão, trong đó Ất Mão có thiên đức, Tân Mão, Kỷ Mão nên động thổ, hưng công. Đặt 8 cột, gác đòn rông, giá thú, nhập trạch, xuất hành, khai trương dùng thì được, sao tốt chiếu, các ngày mão khác là thứ cát. Trong tháng 10 có ngày Đinh Mão là ngày thứ cát. Có thể làm những việc nhỏ. Ngày mùng 6. Ngày 18 Kỷ Mão là ngày xấu. Ngày 30 Tân Mão là những ngày tốt. Những ngày này nên động thổ, hương công, xuất hành, nhập trạch. Đây được coi là một ngày tốt. Tiếp theo chúng ta cùng đến với ngày Thìn trực chấp. Ngày Thìn trực chấp, Giáp Thìn có Thiên, Nguyệt, Nhị Đức, nhưng chỉ có thể làm lén việc nhỏ, chứ làm những việc lớn như khởi tạo, hung công, động thổ, nhập trạch đều bất lợi. Ngày Thìn trong tháng 10 tuy không phải là ngày hung bại, nhưng cuối cùng vẫn xấu. Các ngày Thìn khác cũng bất lợi, chỉ có ngày Bính Thìn là có thể phá núi, phát cỏ, an táng, là ngày thứ cát. Mậu Thìn thì sát tập nhập trung cung, sinh ra tai họa liên miên, đại hung. Nói chung những ngày Thìn là những ngày xấu, trong đó có ngày mùng 7, ngày Mậu Thìn. Ngày 19 âm lịch Canh Thìn, ngày xấu. Tiếp theo chúng ta cùng đến với những ngày Ngọ trực Nguy. Ngày Ngọ trực Nguy có hình Sa, Giáp Ngọ có Nguyệt Đức, các sao hình La, Tử Đàn, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, các cát tinh đồng chiếu nên sửa chữa tạo tác, an táng, hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhập trạch, hưng công, động thổ thì đại cát. Các ngày Ngọ khác thứ cát, riêng ngày Bính Ngọ phạm tránh tứ phế, rất xấu. Trong tháng 10 âm lịch có ngày Canh Ngọ là ngày thứ cát. Có ngày 21 Nhâm Ngọ là ngày thứ cát. Chúng ta cùng đến với những ngày Mùi trực thành. Tuy được tam hợp với Nguyệt Kiến, nhưng đáng tiếc là ngày Ất Mùi, sát nhập trung cung, kỵ xuất hành, an táng, giá thú, nhập trạch, khai trương, tu tạo. Duy ngày Quý Mùi có hỏa tinh, lại được thủy nhập Tần Châu, lại thêm các cát tinh, Huỳnh La, Tử Đàn, Kim Ngân, Liên Châu, các cát tinh đồng chiếu nên khởi tạo, giá thú, lễ hỏi, lễ đi nói vợ, xuất hành, gặp quý nhân, gia trạch được hưng vượng, an ổn lâu dài. Dùng ngày này trong vòng 100 ngày, tăng điền địa, tấn nhân khẩu, sanh con quý, đại vượng. Các ngày Mùi khác thứ cát. Hầu như các ngày Mùi đều là ngày tốt. Trong tháng 10 âm lịch có những ngày Mùi sau. Đầu tiên, ngày Tân Mùi là ngày thứ cát. Ngày 22 Quý Mùi là ngày xấu. Cuối cùng, chúng ta cùng đến với những ngày Tuất trực Bế. Ngày Tuất trực Bế có hỏa tinh, Giáp Tuất có Nguyệt Đức nên dùng vào việc hôn nhân, khai trương, xuất hành, nhưng bất lợi về khởi tạo, động thổ, mai táng, sở chỗ ở. Bính Tuất, Mậu Tuất trăm việc đều hung bại. Trong tháng 10 âm lịch có những ngày sau, ngày Nhâm Tuất, ngày xấu, có hỏa tinh. Ngày 13 Giáp Tuất cũng là ngày xấu. Ngày 25 Bính Tuất cũng là ngày xấu. Vậy sau khi đi tìm hiểu thì chúng ta có thể thấy được trong tháng 10 âm lịch chỉ có ngày mùng 6 âm lịch, ngày Lục Giáp, Đinh Mão, trực Định là ngày thứ cát. Ngày mùng 9 âm lịch, ngày Lục Giáp, Canh Ngọ, trực Nguy là thứ cát. Ngày mùng 10 âm lịch, ngày Lục Giáp là Tân Mùi, trực Thành là thứ cát. Ngày 21 âm lịch, ngày Lục Giáp, Nhâm Ngọ, trực Nguy, thứ cát. Ngày 29 âm lịch, ngày Lục Giáp, Canh Dần, trực Mãn, thứ cát. Đặc biệt, ngày 30 âm lịch, ngày Lục Giáp, Tân Mão, trực Bình là ngày đại cát, có thể hợp với việc động thổ, hưng công, xuất hành, nhập trạch. Cảm ơn quý vị đã theo dõi video của chúng tôi. Quý vị đừng quên like, share và nhấn nút đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.